Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận làm thế nào để mà có thể cập nhật được cái ma trận trọng số weight này mà để có thể làm tăng cái chất lượng của mô hình, hay nói khác là giảm loss càng thấp và càng tốt có thể. Trước khi đi vào một cái phần tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nhau code lại cái phần này một chút. Khi mà chúng ta biết những cái kỹ thuật code cao cấp thì nó sẽ đỡ cái dòng lệnh hơn cho chúng ta rất là nhiều. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà có thể chúng ta code ra tất cả những cái dòng này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chúng ta có 8 dòng mà chúng ta chỉ sử dụng một dòng code hay không. Thì ông Toss này ông cung cấp cho chúng ta rất nhiều những cách để giúp cho chúng ta giải quyết được cái vấn đề đó. Trong học máy thì đối với lại các cái dạng mảng ở đây chúng ta có mấy cái mảng đó. Cái dạng mảng thì vòng lặp qua các cái mảng là vô cùng đắt đỏ và người ta khuyến cáo chúng ta không nên dùng mảng. Thay vì thế chúng ta sẽ sử dụng các phép toán ở trong dạng ma trận nhiều nhất có thể. Nhờ vì cấu trúc của họ họ là tối ưu cho cái mặt cho các cái phép toán trên ma trận. Thì ở đây chúng ta cũng, cái loss của chúng ta hiện tại chúng ta đang ghi nhận là 3.74. Và chúng ta cần có một cách khác để chúng ta tính cái loss này và ít dòng lệnh hơn. Thì ghi lại đây, về cơ bản thì cái phần vòng lặp ở phần phần phía trên vòng lặp của chúng ta thì nó sẽ chủ yếu là thông phải truy cập được vào cái property này thôi. Thì chúng ta copy lên cái phần property này, paste xuống dưới. Loss của chúng ta cũng sẽ L2 đi. L kia là loss 1, đây là loss 2. Loss 2. Cái loss size của chúng ta tính nó sẽ bằng probability cộng này là như này. Và trong này của chúng ta khi mà chúng ta để ý cái y của chúng ta chạy từ 1 cho đến rất nhiều cái năm của chúng ta. Cái năm ở đây đúng không ạ? Chúng ta có bao nhiêu cái vòng lặp. Chúng ta xem cái vòng lặp này trước. Cái năm của chúng ta rất là lớn, 226.146. Như vậy là cái chúng ta sẽ phải lặp từ y từ bằng 0 cho đến 228.146 thì chúng ta mới chạy được hết mấy cái đống này. Và khi chúng ta chạy cái vòng phần loss 2 này, đúng chưa? Làm thế nào để cho chúng ta có thể biểu diễn được là y nó chạy từ, làm thế nào chúng ta có thể biểu diễn được cái số y này của chúng ta là nó chạy từ 0 cho đến 228.146. Được. Thì đối với lại cái phần này, chúng ta chỉ muốn sử dụng một câu lệnh duy nhất thôi mà không muốn sử dụng cái vòng lặp nữa. Thì chúng ta có một trong Python chúng ta có một cái đó là chúng ta có hàm orange. Chúng ta sẽ sử dụng cái hàm này. Python orange. Cái đặc điểm của cái orange này đó chính là khi chúng ta gọi chữ tot chấm orange 5 thì nó sẽ cho chúng ta cái kết quả là một cái tensor trong đó chứa một list các danh sách nó chạy từ 0 đến 4. Như nó chính là cái mà vòng lặp của chúng ta luôn. Như thì công việc của chúng ta chỉ việc sử dụng cái này thôi. Toss orange copy cái này ra. Cái này y nó sẽ chạy từ 0 cho đến 228.146 đúng không? Thì khi mà chúng ta cho cái này vào đây thì năm của chúng ta thay bằng cái số 5 này, chúng ta thay bằng cái 5 này. Được. 5 này thì nó cũng sẽ cho chúng ta một cái tensor đúng không? Một cái tensor có giá trị từ 0 cho đến 22.146 đây. Nó sẽ từ 0, chúng chấm nhiều quá nó sẽ có 228.145. Cái y này của chúng ta nó cũng sẽ chạy khi mà chúng ta tính cái y này được lấy từ is ra. Thì chúng ta cái nhớ là cái is của chúng ta is.nElement của chúng ta cũng có từng đó. Cũng có từng đó cái giá trị đúng không ạ? 228.146, 228.146 cho nên cái y này của chúng ta nó sẽ khớp với bên này luôn. Chúng ta sẽ thẳng is thôi. Như vậy có cái dòng này của chúng ta nó sẽ tương đương với lại cái vòng lặp tít ở phía trên. Is này của chúng ta cũng nó sẽ cũng có những cái giá trị tương ứng với lại cái vòng lặp đó. Được. Thì khi có cái loss size này chúng ta rất là đơn giản tính được cái loss size này rồi. Ra được cái này rồi. Thì nó đã chạy đến đây rồi. Nó đã chạy được đến đây rồi. Tiếp theo nữa chúng ta lốc cái này lên thôi. Lốc nó lên.
Lốc xong rồi thì chúng ta làm sao tính cái lốc ở đây rồi, sau đó chúng ta tính cái min nhập rồi chúng ta tìm item để chúng ta lấy ra. Và sau khi chạy cái dòng này thì mọi người, sau khi chạy cái này xong, chúng ta sẽ thấy rằng là cái load 2 và cái load 1 nó sẽ cho kết quả y chang như nhau. Nó sẽ load 1 của chúng ta tính theo cách trên đúng không? Nó bằng 3.74. Load 2 vẫn là cách tính như vậy, nhưng chúng ta viết ít code hơn thì nó sẽ cũng sẽ cho kết quả là 3.746691 nhiều giống hệt nhau. Ở đây chúng ta thêm một dấu trừ trước đó là sẽ ổn. Hai cái giống hệt nhau. Như vậy thì chúng ta thay vì chúng ta tính nguyên một cái đống này, chúng ta chỉ có một dòng thôi. Một dòng thôi, chúng ta copy cái này lên cái này. Chúng ta tính được loss. Lúc này chúng ta có thể bỏ qua cái dòng này đi. Chúng ta cộng cái này xuống phần phía dưới một số cái nữa. Rồi, chúng ta cộng xuống rồi, chúng ta quên cái phòng dưới đi. Và lúc này cái loss của chúng ta nó sẽ được tính bằng cái lốc chấm item này. Ở đây chúng ta có print, trong bỏ đây chúng ta có cái gì đây? Print loss chấm item đây. Để khi chúng ta tính cái này backward thì chúng ta tính nó dễ hơn. Tại sao nó lại ra kết quả khác? Chỉ vì đơn giản là chúng ta chỗ này chúng ta lấy cái random nó khác. Lúc này là 3.7 mấy, bây giờ 3.67, lý do là cái chúng ta chạy lại từ đầu cái W này của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta đã có một cái loss của chúng ta, chúng ta đang ghi nhận là 3.67. Nhiệm vụ của chúng ta là cần phải tìm cách làm cho con số này nó nhỏ hơn. Và cách thức chúng ta làm là chúng ta có sẽ cập nhật cái ma trận tổng số weight này. Cái weight này của chúng ta hiện tại nó khởi tạo một cách ngẫu nhiên, cho nên kết quả nó cũng sẽ sai và chúng ta đoán trước thôi. Và cái lượng hóa cái sự sai đó nó chính là con số 367 này. Trong cái phần này chúng ta cần phải cập nhật lại các trọng số, để cập nhật lại đống trọng số này để làm sao con số này nó nhỏ nhất có thể. Thì để cập nhật lại các trọng số một cách nhỏ nhất có thể thì lúc này chúng ta sẽ phải sử dụng đến đạo hàm. Trong cái phần weight này của chúng ta, dữ liệu để truy cập vào toàn bộ các dữ liệu này của chúng ta, nó sẽ có cái là chúng ta truy cập vào cái data. Data nó cần được cập nhật lại dựa bằng cách cộng dồn với một cái giá trị nào đó. Nó cập nhật lại bằng cách cộng dồn với một giá trị nào đó này. Giá trị nào đó thì chúng ta nói rằng là muốn giảm giảm muốn đi làm giảm của cái loss này thì chúng ta giá trị của data nó đi ngược hướng với đạo hàm. Được, ngược hướng với đạo hàm chúng ta có grad. Grad nó chính là đạo hàm của thằng này, của thằng weight này. Tương ứng với mỗi mỗi một con số này nó sẽ có đạo hàm riêng. Và chúng ta đi ngược hướng với nó thì chính là trong dấu trừ. Và nếu mà và ở trong này chúng ta thêm có thêm một khái niệm nữa, đó chính là learning rate. Learning rate thì chúng ta để là trừ 10 đi. Chúng ta nhân với lại weight gradient. Cái trừ 10 này nó chính là learning rate. Learning rate, và chúng ta cập nhật được cái này nó đã chạy chưa thì chắc là chưa chạy đâu, bởi vì grad này nó đang không có non time. Data này nó không có cái grad này. Muốn có được cái grad này thì muốn có kiểu này thì chúng ta cần phải cập nhật cho nó trước. Đó là task random của chúng ta phải bật cái tính năng, set cái tính năng grad nó của nó lên. Đó là require grad bằng chu. Có cái này chúng ta sẽ cộng lại, và lúc này chúng ta chạy thì sẽ làm sao? Type in loop min loop property win slot item. Lúc này nó chưa được set giá trị thì nó không thể cộng được. W grad của chúng ta nó sẽ phải được set giá trị ban đầu bằng 5 trước cái đã. Sau đó thì chúng ta mới có thể cộng được. Lúc này bằng bằng 5 chưa? Thì lúc cái loss của chúng ta nó đang cái loss chấm cái gì ở cái nó bằng bằng 5, cho nên 5 nhân với trừ 10 nó sẽ không có giá trị được. Thì lúc này chúng ta sẽ cần phải cập nhật lại cái giá trị của đạo hàm. Đạo hàm khởi tạo giá trị ban đầu bằng 0 nhé. Sau đó chúng ta sẽ cần phải tính đạo hàm cho mỗi các con số tương ứng. Thì đối với PyTest nó có một cái
thư viện nó đã làm, nó đã giúp cho chúng ta giải quyết cái tính đạo hàm rất là dễ rồi. Công việc của chúng ta chỉ là việc tính dùng loss, chúng ta sử dụng hàm make what. Cái hàm loss make what này làm cái gì? Để nó, cái hàm này nó sinh ra để nó gán giá trị cho cái đạo hàm này. Được. Đạo hàm lúc này nó sẽ khác năng và lúc này chúng ta chạy nó sẽ được. Được. Lúc này chúng ta đã cập nhật với, lúc này chúng ta đã cập nhật cái giá trị data rồi. Và bây giờ chúng ta xem là cái này nó có giảm xuống hay không. Chúng ta lưu trữ lại một chút. Lưu trữ cái giá trị này một chút để cho chúng ta so sánh. Giờ thì chúng ta chạy lại cái này thôi. Await ở đây chúng ta trong cái phần này chúng ta không khởi tạo lại cái giá trị này nữa mà vẫn để. Chúng ta sẽ copy cái này sang cái phần mới bên này. Logis như vậy cái extend này của chúng ta nó chính là one hot của cái input thôi, input không bao giờ sẽ thay đổi. Cho nên one hot x encoding nó sẽ không thay đổi. Mà chúng ta tính toán một cái weight này nó thay đổi thôi. Weight này thay đổi, count thay đổi, probability thay đổi và loss nó cũng sẽ thay đổi theo. Chúng ta xem thôi. Chạy chạy cái này tiếp. Lúc này mọi người sẽ thấy nó là 368, đây là lần chạy thứ hai, được chưa? 3.76 xuống 368, lúc này nó đã giảm rồi, chúng ta lại tiếp tục làm lại phép tính lại lần một lần nữa. Chạy lại cái này một lần nữa và chúng ta chạy lại thêm cái này là lần nữa. À, lúc này nó sẽ còn là 360. Được. 360, cái loss nó đang giảm dần rồi. 376 360 cái mỗi một lần chạy thế này đã hơi mất thủ công. Thay vì thế cho nên là ta gán lại. Chúng ta cho cái này lên bên trên, chúng ta sử dụng hàm for cho nó nhanh thì mà chúng ta hiểu rồi. Ở đây chúng ta sẽ chạy này, chạy khoảng 100 lần đi, sau đó thì chúng ta xem class nó sẽ chạy như nào. For i in range 100. Rồi chúng ta quan sát và chúng ta in ra 100 lần. Và lúc này mỗi một lần chúng ta sẽ print class ra. Print cái loss chấm item ra này, nó sẽ loss chấm item nó sẽ chạy 100 lần và sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ cái W của chúng ta, cái loss của chúng ta, loss này nó sẽ phải giảm đi. Giờ chúng ta chạy và chúng ta quan sát 3.6, 3.5, 3.4 bắt đầu thì nó giảm dần rồi xuống đến 2.9, 2.7, 2.6, 2.6, 2.5. Như vậy là chạy 100 lần cái loss nó sẽ còn còn 2.5 thôi. Cái loss trước của chúng ta là 2.45 đúng không? Chúng ta chạy thêm 100 lần nữa. 2.56, 2.56 giảm lúc này rất là chậm đúng không? Từ 3.7 xuống còn 2.5. Mà bây giờ chạy 100 lần thì từ 2.5 vẫn 2.5, 2.51. Được chưa? Chúng ta chạy 1.000 lần và xem là 1.000 lần, nhưng chúng ta không in nữa nhiều quá, chúng ta chỉ in lần cuối cùng thôi. Sau khi chạy xong 1.000 lần ghi nhận lại cái loss thôi. Chúng ta đợi xem cái loss sau khi chạy được 100 lần, 200 lần rồi cộng thêm 1.000 nữa thì là 1.200 lần, thì cái loss của chúng ta nó có beat được, nó có đánh bại được cái loss ở cái phần chúng ta đếm trực tiếp hay không. Ở đây chúng ta không đếm trực tiếp nhé, bây giờ hoàn toàn chúng ta sử dụng ước lượng và sau đó thì sẽ tính cái loss đó dựa trên ước lượng. Ở trên ước lượng và cái mà chúng ta đang quan tâm đó là cái loss này của chúng ta nó phải nhỏ hơn 2.45. Cái video trước nó là 2.45. Như vậy là sau khi chạy 1.000 lần chúng ta sẽ đạt được một cái loss là 2.46. Cái này rất là intuitive, rất là tốt nhé, vì nó gần như tương đương với cái kết quả của chúng ta ở cái trước. Và như vậy là cái cách tiếp cận này của chúng ta là có khả năng khái quát hóa được. Chúng ta chạy thêm 500 lần nữa đi xem nó còn xuống được thêm nữa không, liệu rằng cái lần cái cấu trúc đơn giản lần đầu tiên nó có đánh bại được cái phương pháp đếm tất cả dữ liệu và thống kê thông thường hay không. Tranh thủ được kết quả chúng ta cũng nói qua một cái loss đi, thì cái trong trường hợp này thì cái loss của chúng ta liên tục có các con số như vậy. Thì câu hỏi đặt ra ấy, thì loss nó tốt nhất khi nào, đó chính là loss nó bằng không đúng không, và không nó có ổn hay không.
Loss nó bằng 0 trong trường hợp nào? Loss nó bằng 0 ở phần dưới này đúng không? Chúng ta nhìn thấy bản thân cái loss này nó chính là tính về mean. Chúng ta tính về mean, chúng ta chia giá trị trung bình. Giá trị trung bình, muốn tính giá trị trung bình mà cái mảng của chúng ta chỉ chứa toàn các giá trị negative, log likelihood. Nó chính là chứa các cái giá trị ở gì ạ? Toàn bộ số dương đi. Log likelihood thì nó là âm. Negative log likelihood nó là số dương. Số dương thì toàn bộ nó là đều lớn hơn hoặc bằng 0 cộng lại, cho nên chắc chắn nó sẽ lớn hơn 0. Mà muốn bằng 0 nó chỉ xảy ra một trong các trường hợp duy nhất, đó là tất cả các giá trị ở trong cái mảng này của chúng ta đều bằng 0. Nếu mà tất cả các mảng đều là bằng 0, mà muốn nó bằng 0 thì ông này phải bằng P model phải bằng 1 này. P model phải bằng 1 thì có nghĩa là xác suất ở trong này của chúng ta, probability của chúng ta phải bằng 1. Nếu như là bằng 1, điều đó có nghĩa rằng là cái gì ạ? Ký tự đằng sau, ví dụ như là chúng ta có ký tự A thì đằng sau A nó chỉ có một ký tự duy nhất thôi, không có nhiều sự lựa chọn, nó chỉ có một sự lựa chọn duy nhất đằng sau chữ A chẳng hạn, ví dụ như vậy. Rồi chúng ta đã có rồi, như vậy chạy thêm 500 vòng nữa chúng ta có 2.45, lúc nãy chúng ta có 2.44 và 2.45, có chạy thêm tăng nữa thì cái này nó cũng không tốt hơn bao nhiêu, được chưa? Nó vẫn dừng chân tại chỗ và có nghĩa rằng là cái mô hình của chúng ta nó đã bão hòa rồi. Nó đã bão hòa rồi. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái thông tin thêm nữa thôi. Đó để làm thế nào chúng ta quan sát các cái giá trị của chúng ta nó nhất quán trong các cái thực nghiệm. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái thêm một cái, đó là cái random generator. Ở đây cái random generator này, khi mà các bạn nhìn các video chúng ta sẽ thấy là G chúng ta sẽ bằng touch .generator manual seed. Cái seed này của chúng ta set để cho các cái máy khi mà các bạn thực hiện ấy thì sẽ nhìn thấy kết quả giống của tớ. Còn nếu như chúng ta không dùng cái manual seed này thì mỗi một lần chúng ta khởi tạo cái giá trị random này nó sẽ ra hoàn toàn khác nhau. Còn khi chúng ta sử dụng cái G này và sử dụng cái seed này thì chúng ta chạy lại cái này thì nó vẫn như cũ thôi. Cái giá trị khởi tạo ban đầu nó reset về một cái giá trị ban đầu gì đó. Đây chúng ta là chỉ các bạn đặt cái này 944 550550 chẳng hạn, bạn tùy. Sau đó chúng ta chạy lại, sau đó chúng ta set cái này và chúng ta có generator sẽ bằng G. Vậy thôi. Rồi chúng ta đã có loss, chúng ta đã có xây dựng được cái hàm loss rồi từ cái phần code này của chúng ta. Mà tóm tắt lại để mà xây dựng được cái chương trình mà để có thể bắt được cái cấu trúc của toàn bộ cái file name.txt chúng ta cũng đã xây dựng xong. Và chúng ta và cái vòng for này nó chính là cái vòng chúng ta huấn luyện hay là cập nhật. Huấn luyện hay là cập nhật cái mô hình. Cái video này chúng ta sẽ dừng ở đây. Và trong cái video tiếp theo chúng ta sẽ nói cái này ngắn ngắn hơn nữa, được chưa?